Và sau đây, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn gam rê thứ giai điệu đối với tay phải và rê thứ giai điệu đối với tay trái. Thì gam rê thứ giai điệu là gam có bậc 6 và bậc 7 tăng lên nửa cung, tức là si dáng sẽ biến thành si thường và đô thì vẫn là đô thăng. Nhưng ở giai điệu thì gam rê thứ sẽ là gam chỉ có chiều đi lên là có dấu hóa si thường và đô thăng, còn chiều đi về thì dấu hóa sẽ giống gam rê thứ tự nhiên. Cô sẽ thực hành đối với tay phải như sau. Giai điệu đối với tay trái.